chín có túi này. Có phải lấy dao cạo cái đen đen không? Đúng. Cạo cho giá. Mà cao đỏ, quả roi đỏ nhìn chả rõ cả. Về còn bỏ. Rửa đã sạch sẽ đi. Lên kiện Ngọc Hoàng rồi. Để đi nói với tao giải cứu lợn. Này nhìn nó chắc nhỉ. Người không co thì rửa sao lợn. Người co là phải xe lợn mới rửa được. Bao giờ phải thủ tục rửa được. Không co sao làm. Như nó mầm mềm như nhèo. Để cho giờ nó ráo lợn. Đây, làm gì lông là sao được nữa, bây giờ cỏ qua cái nữa, xong cho một lần lượt nữa là sạch trơn hết. Chưa quay thấy vàng. Này cần gì bươi nghệ vẫn vàng. Cây quả lông chưa chín quả đã một lát rồi đấy không cháy lông này lông ra xong rồi mới quay đó ở đây ăn hết rồi không làm mặt trăng xiên phát giữa kìa nó không bị xoay à hả hôm qua rồi xiên sắt ở giữa kìa không bị xoay em đi tấm quay tay quay từ thôi, quay nhanh thế. Đây là tập kỹ thuật cây quay tay à? Quay lợn này mặt phải tươi lên chứ. Mang tiền đi đóng tiền, em đóng tiền gì nữa. Tôi bị đi. Sao đạp điện á? Ui cửa này mình chơi. Tập 9 có túi. Có phải lấy dao cạo cái đen đen không? Đúng. Cạo có giá. Có cạo giấy nhôm ấy là để bảo quản. Cái đen đen này là cái tiết nó ra nhỉ? Vâng. Ra quay lợn đi. Quay rồi mà, đi ra cả vườn đằng sau quay luôn. Em quay chưa? Có thế là hai cái chân đấy à? Chân thì kiểu gì chẳng dẫn ra. Phù cho cháy luôn hai chân gì. Thập chín rồi. Chín rồi, da vàng chưa? Mặt bụng. Cái này không phải cạo ấy. Bụng cạo là nó không có mỡ. Lợn đã chín. Thanh niên này đang giã lạc rồi lòng. Sọc luôn chỗ thâu nhỉ? Không. Sọc hàng đấy. Đây là mặt không? Được là... Rồi, mát vẫn đúng lắm này. Ơi, chảy hết rồi, chảy hết kìa. Chưa sọc. Đấy chưa sọc. Bỏ xe hàng này. Lập cao. Anh Long cầm rồi. Đứng đi. Cái đòn này. Cầm cho bác. Đứng đấy, cho đứng. Cầm cho bác. Đứng. Quay lại lần đi, quay lại lần. Khéo bỏng ấy.
Đấy, cái nước này là chấm mà. Khâu là lấy khâu cũng làm được cái này. Lọc như một chuyện đơn giản đâu mà. Phương ơi, rửa thau sạch cái đi cái. Nhanh chảy hết rồi. Sao mà lấy được khâu con lợn to này thì lấy cái bát. Lợn đâu một chuyện này. Giữ trượt cái đó lại còn viên hôm giờ vật trượt lợn ấy đập rồi đến bây giờ đau khinh thường lợn nhá, nó bốn chân mình hai chân. Nước này mới ngọt nhỉ. Cháu tôi đứng đoàn đi, cháu đứng dựa tường đi. Cháu đứng dựa tường đi. Cháu đứng dựa tường đi. Đấy, bắt đầu lấy dao một chút. Dao này. Mỡ cái này thôi, cần nhiều. Vô không. Thế mà ít không đâu, không đâu. Cần nhiều đâu. Không, mình bán thì xem là thì mình cho đông người kia. À, có. Có. Anh ơi, chưa. Nước. Nhờ nước khác. Được rồi. Cái này thì cái nước là cứ thế chấm không mà cần nước mắm nước gì đâu mày. Đây ông thử chấm thử trong cái nước cái tao bị cho làm cũng được. Cứ thử trong cái này đi rồi đây quay rồi có nước chấm cái gì. Đấy rồi cái này đang. Hút luôn đấy thuyền quang cả đưa thuyền có đủ khí à. Kia này mà nước ở trong nước mà xảy ra đấy. Ngon lắm. Chấm. Quay không có nước chấm là sao mà ăn được. Chuẩn luôn không phải pha thế gì. Em tưởng lại phải về pha nước chấm. Với lại sườn mẹ kiểu nó chảy mẹ hết nước đi. Thế nó pha nước mắm thì nó chấm được như thế nào. Đấy không lấy thì không được hút cái độc can cơm. Thế hóa ra là cái nước chấm ở ngoài hàng thì quay là toàn nước ở trong lạnh. Chính là nước trong con này, à. Đấy mới là chuẩn. Chứ pha này không ăn thua. Thế bảo sao về nhà pha cái nước mắm mà tường, không, à, tường không bao giờ nó được giống như ở ngoài ngoài hàng nhá. Cuộc đời càng dài càng biết nhiều thứ. thế phải đi nhiều. Nghiên cứu mãi chả ra. Cái bát kia. Tí rồi, cái này có lên mạng ra tìm công thức pha nước chấm lợn quay không thể ở đâu không xa được. Thì ở đây này. Đó là sao? Và như con lợn thì phải. Và để tìm công thức. Và là cái bói này. Rồi là con thêm một trắng này. Bắt sáng quàng. Có cần cắm nước không nhà? Không cắm đi. Đâu chỉ cắm ăn đi.